cây tía con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi điều em xui ro ro. Dũng cảm bi thương chịu thương chịu khó, chỉ nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có bác bà lo. Công nhận cái chuyện anh kể nãy giờ tôi nghe nó vui cái lỗ tai mà nó hài hước lắm. Nhưng mà hơi sợ nghe. Sợ chứ. Sợ cái khúc mà anh kể về mấy cái con vật hồi xưa á. Cô Sáu biết không, hồi xưa đó ở cái xứ này đâu có người, chỉ có mình tôi lại đây thôi. Hồi khai sơn lập địa phải không? Dạ. Đó, rừng không à. Rồi tôi mới phá từ từ đó, phá lỗ vậy thôi. Rồi làm lúa cho nó đủ ăn. Nhưng mà chim chuột rồi nó phá vậy lắm. Mà có nhiều cái con vật nha, thấy ghê lắm. Hồi nào giờ mình chưa có biết nó, nhìn thấy nó tôi tưởng đâu là ma quỷ không. Thiệt á, tôi không có dám dòm luôn đó. Ở mà sợ muốn chết luôn mà tôi phải ráng ở. Rồi từ từ bà con thấy mình làm ăn được, rồi người ta vô đây đó, người ta cũng cất nhà kế kế vậy. Cũng có vài ba cái nhà hữu hỷ gì nó đỡ sợ. Đúng rồi đó. Ta nói ở đâu mà nó có hơi người, nó ấm cúng lắm. Mà xa xa là tôi nói nó lạnh lẽo. Hồi nãy tới giờ mà anh kể tôi ha, giữa trưa nắng mà tôi nghe nó ớn cái sông lưng đau luôn á. Cô biết không, hồi đó đó tôi làm vậy đó, cái tôi dành dụm tôi nuôi được bầy heo rừng. Vậy heo rừng nghe chứ heo thường đâu có đâu. Heo rừng mà anh thuần được luôn hả? Ờ, tôi bắt về còn nhỏ vậy đó, rồi tôi nuôi riết rồi nó lớn lên. Rồi bắt đầu nó đẻ ra đừng bầy heo. Có lái người ta tới người ta mua. Đó, tới cái giờ mua dòm bầy heo mất tiêu. Trời. Trời đất ơi, anh có tìm hiểu tại sao bầy heo mất không? Lái heo người ta hối quá trời mà dòm qua dòm lại bầy heo không có thấy con nào ở đó. Ôi chết rồi, giờ tôi sao? Sợ muốn chết luôn, sợ mất bầy heo một cái là cám không có mà ăn luôn nữa dạ, nha. Dạ. Đó, cái bà con gần đó, súng lại ta kiếm. Tôi tưởng đâu ma bắt phải không? Tôi chết. Súng lại chờ đợi kiếm bà không thấy, tôi mới bước ra cửa tôi thấy nguyên cái đầu cá chê. Cái đầu con cá chê nó bự mà nó nhúc nhích nè. Trời ơi, anh cái gì ghê dữ vậy? Đó. Cái đầu con cá chê, có cái đầu không mà nó nhúc nhích được. Nhúc nhích được luôn. Trời, nó là cái con yêu tinh yêu quái á. Thì đó ai cũng tưởng là ma quái không à. Người thì xách dao, xách chĩa rồi lại chuẩn bị đâm. Đó mới súng nhau mà cại lắc cái đầu con cá chê lên. Nguyên bầy heo nó chung chỗ. Trời ơi! Ờ. Trời đất ơi! Che được nguyên bầy heo nguyên của anh. Nguyên bầy heo mà không ai thấy chứ. Đầu cái che nó che một cái một bầy heo mười mấy con heo với con heo mẹ nữa mà nằm ở trong đó không ai. Trời đất ơi, che được nguyên một bầy heo chứng tỏ là cái đầu con cá trê nó cũng bự lắm á. Bự lắm, cái đầu con cá trê dữ lắm. Hồi xưa con cá trê ở rừng U Minh này cô biết rồi, đã làm xuồng mà đi dân công luôn đó bằng cái đầu cá trê á. Trời đất ơi, vậy là con cá trê đó thiếu điều nó nuốt được tôi á. Nuốt được hết trơn á. Tao ăn cá trê rồi tao lấy cái sọ đó đó làm xuồng để bơi đi chơi đó. Ghê vậy nó hết lắm. Ừ. Ồ, rồi cuối cùng là dở lên là thấy bầy heo rồi mới bán bầy heo đúng không? Bán bầy heo lái người ta mới bắt bầy heo đó. Chà. Mới sống được nuôi sống được cả năm nhờ bầy heo đó đó. Trời ơi, vậy cái lúc mà con cá trê nó còn sống ha. Là kể như cái râu của nó dài như vậy nè. Dài lắm. Hai con mắt của nó trò lỏ vậy nè. Bộ râu cá trê đó nó dài hơn bộ râu cho hai móc nó được. Dài cỡ này không chú ba? Trời ơi, mới nhắc đó liền tưởng ông cá chê này hiện hình lên chứ. Nói giống quá trời quá đất ba Phi ơi. Ừ. Trời ơi, cái đầu cá chê tôi nghe chú kể vô cô Năm nó nghe giống như là cái nhà tôi. Anh á già rồi nên nết một chút đi, đứng lúp ló sau lưng người ta để gì còn nói sai tên nữa. Tôi là thứ sáu, nhìn không ra hả? Bà Năm là bà chị tôi. Tôi giận cô quá à. Mỗi lần gặp ba Phi cô tươi như hoa vậy. Còn gặp tôi sao? Mặc dù đóng gì như cái bánh ế bụi chiều.
Ê nè, thấy chưa, cái thái độ của anh nói chuyện với tôi vậy, hỏi sao tôi không ghét anh? Không, tôi thương cô. Tôi cảm ơn, tôi nhiều người thương lắm. Tôi quan tâm là thầy nghe em tôi nói dốc dữ dằn lắm. Thôi cô kệ. Mà nghe nó bán bánh không được ế rồi gạo cơm nó nấu cho con chín thọn ăn. Nín đi, nín đi, nín đi. Nè, ha, người ta nói dốc mà nói dốc dễ thương, nói dốc dễ nghe, nói dốc vui vẻ, làm cho tôi hưng phấn, tôi đi buôn bán. Nè, bằng chứng đây. Mở hàng một phát thôi, còn đúng một cái nha. Bán hết rồi chứ không phải như mấy người đâu. Mua thì không mua, tới ngày cứ cho thiếu, bớt đi hay là cho tặng đi. Ế nguyên một ngày. Ngày nào tôi gặp anh là tôi đốt phong long ngày đó đó. Bao phim mở hàng cũng bán có hết đâu. Còn cái kìa đó, đưa đây. Anh ba à. Cái này á không phải là em bán không hết, mà là em chừa lại cho anh đó chứ. Em biết anh á buổi chiều á cái giác này hay đói bụng, nên em chừa lại cho anh đó. Cảm ơn cô Sáu nha. Dạ thôi em về đặng xay bột mời em chiên bánh xèo. Vậy đó hả? Dạ hôm nào rảnh qua ăn bánh xèo nha anh ba. Rồi rảnh hoài luôn nè. Thì kệ anh chứ. Ở trong còn cái nào héo héo không? Dẹp đi. Còn cái bán mặt anh héo á. Em về nha. Ừ, đi cẩn thận nha cô. Dạ. Xin ra, cho em qua cái. Nhớ ăn mình. Đừng có cho người ta ăn ké nghe anh ba. Biết rồi. Em về nha. Cô Sáu cẩn thận nha. Dạ, em cảm ơn. Xì. Bà Phi tưởng ngon lắm mà. Tưởng được bánh ngon mà. Biết cái bánh nó bán từ sáng tới chiều qua bao nhiêu tay người ta bỏ qua không? Bánh dạt, bánh ế, ham lắm. Trời ơi, dù bánh nó ngối 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 nhưng vừa tết này là nó thiêu rồi, đừng có ngon, tưởng ngon lắm. Để tôi, bánh thiêu, bánh héo, bánh ế vậy chứ không tới lượt anh đâu anh hai à. À thôi, anh thèm, hả? Xin lỗi chú à, cho nó không thèm. Để tôi, về kệ chú. Đó, 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 lụm, lụm, lụm. Thôi, bánh ế về luôn đi, về luôn đi. Về luôn đi. Về luôn đây. Bánh hư, bánh héo, ăn cái gì nữa. Anh đó nghe. Già rồi mà chơi xấu lắm à. Thằng này nó dở thiệt. Cái bánh gì mà tìm đâu thấy. Chiều nay no rồi. Chú ba hả? Hồi chiều á tôi gặp ông Tấm Dưỡng, ông nói lúa ổng này công trái me hết rồi, ông nhờ tôi á đi kêu công cắt lúa giùm ổng. Tôi nghĩ tới chú liền, cho nên bây giờ hừng đông sớm mai á chú qua chú nhận công cắt đi, để ông kia công cắt cái mình ở không ổn lắm. Vậy đó hả? Ờ. Sao anh không nói tôi sớm? Thì đây nè, tôi dặn rồi nè. Vậy tôi về trước nha. Đúng rồi đó, tôi về tôi nghỉ. Khuya tôi đi cắt lúa sớm. Để bỏ ổn. Tính ghé nhà cô Sáu uống trà cho tình hình này. Thôi tôi về. Về đi, tôi tiếp cô Sáu cho. Anh ba. Anh ba. Ôi là trời. Đi. Ý chèn đét ơi. Ủa, có anh hai này nữa hả? Không, tôi mới tới. Cô Sáu kêu mà ba nó ta te đi. Nó không để ý gì. Cô Sáu không ngó. Cô Sáu tiếng nào tôi nghiệp phải không? Chắc nhiều khi đi gấp quá cái không có nghe. Không có đâu. Đâu có gì đâu gấp. Mà nó đâu có điếc đâu, không nghe. Ủa, chứ sao kỳ ta? Có gì đâu kỳ, cái giận của Sáu. Anh tào lao, nói làm sao? Mắc gì tự nhiên giận tôi, mắc gì tự nhiên khơi khơi cái giận đại vậy đó hả? Mới hôm qua nè, tôi còn cho mấy cái bánh ông ăn mà. Đó, giận dù mấy cái bánh á. Ủa gì kỳ vậy, cho bánh mà cũng giận nữa. Bởi vậy mới nói, như tôi thì cô cho bánh dễ vậy tôi giận. Mà nó giận mới bắt cười chứ. Ủa mà mắc gì giận tôi? Nói gì nè. Nói cô Sáu á, thấy cái bụng bự chứ không có tốt. Trời, tự nhiên nó có cái bụng tôi bự trong đây nữa. Nói cô tùm sò lắm. Cô đi bán bánh á, khi nào bán không ai mua bánh ế á, mới gửi cho nó. Cái bánh khô quá à, ăn cắn nó muốn gãy răng á, trội con chó lạ đầu á. Rồi trội con chó hả? Rồi sao? Sao gì nữa, nó đâu có ăn đâu. Nó giận cành không kìa, nó nói tôi cái nó liền xuống xe không.
cái nó ý trời ơi trời, hú hồn liền xuống kiểu này con cá lóc lỡ ăn nó chết tội con cá lóc. Vậy là vớt cái bánh lên ha, chưa liền mà nó giục mương liếp cái nó chới với cái nữa chèn ôi giục mương liếp đỡ con trồn nó ăn cái nó chết con trồn tội nghiệp, nó quăng cái đám ô gô luôn coi như là cái bánh khô tới tiêu tan với đâu con này dám bò chổng. Anh nói thì tôi không tin xíu nào hết trơn á. Từ hồi nào giờ cái tánh anh ba anh được lắm. Mà bánh tôi là bánh ngon đàng hoàng. Mà tôi nghĩ ảnh cũng đâu có tệ tới mức độ mà nói tôi nặng nhẹ vậy đâu anh. Chàng ơi là chàng, tôi mận chứng nè, tôi thấy rõ ràng. Sớm mơ đi, đi với tôi dẫn tới đó cho cô Sáu coi cái bánh nó còn chổng á. Anh nói thiệt á hen. Chứ sao? Đi thì đi chứ. Ừ. Nhớ hen. Mời tới giờ đi đâu mà trời ơi, mặt trời xuống hết trơn rồi mà không chịu về nhà. Ủa? Ủa Sáu qua nhà tôi có chuyện gì không mà ngồi đây vậy nè? Ủa có vụ gì không mặt mày quả quả quá vậy? Ủa? Nói nghe nè, bộ mắc cái gì tôi có chuyện gì tôi mới qua đây tôi tìm anh được hả? Hả? Tôi nói cho anh nghe nè, làm cái gì? Ngày hôm nay anh làm cái gì? Mà anh đi tới giờ này mặt trời xuống hết trơn rồi mới vác cái mặt gì đây? Trời ơi, tôi đi cắt lúa mướn ở sông trên á. Trời đất ơi, cắt lúa mướn thì cũng phải tới giờ về chứ, làm gì mà tới trễ vậy mà mới chịu về. Sao không để tới phía rồi về luôn? Để tôi đem đuốc của bệnh luôn cho đem về. Thì ráng cắt cho nó xong công đất rồi mới về được chứ. Có chuyện gì không? Đó, thấy chưa? Cái thái độ của anh đối với tôi á, thì dạo này có nhiều câu hỏi của anh mà tôi thấy tôi tức lắm. Tôi mà không gặp được anh ngày hôm nay thì tôi tức mà máu tôi dồn lên não ha. Xuống tới cửa miệng tôi ói ra tôi chết luôn á. Nhưng mà cô Sáu à, tôi làm gì cô mà cô tức? Ủa bộ để anh làm gì tôi mới chịu hả? Tôi nói nghe nè, tại vì anh không làm gì hết tôi tức á, hiền quá hả. Đây nè, anh có phải công nhận với tôi là gia đình của tôi ba đời với bánh không? Bánh của tôi là nổi tiếng từ làng trên xóm dưới qua tới làng kế bên lận, ai cũng nói bánh tôi ngon, chưa bao giờ một người nào nói bánh tôi dở đó. Nhưng mà vậy mà tại sao mà mỗi lần anh mua anh không chịu ăn đi, anh để từ sáng tới trưa tới tối tới chiều tới khuya rồi anh không ăn, anh để cho nó hư rồi anh đem anh bỏ hả? Công sức của tôi gói mà, anh nhớ kỹ đi, hàng xóm láng giềng dù gì tôi cũng mến anh, đằng nào tôi cũng phải gói đặc biệt cho anh. Cái bánh của anh không phải là bánh bình thường, bánh tình bánh nghĩa bánh đặc biệt chứ không phải là như bánh tôi bán cho người ta. Vậy mà nỡ lòng nào anh không ăn mà đem dẹp thì tôi tức dễ rồi mà. Tức luôn á, mà cái gì mà tôi đang nói anh không có được nói chen vô lời của tôi, tức quá mà. Vậy mà từ đây kể về sau tôi và anh tuyệt giao. Bực bội quá mà. Ủa sao? 6, 7, 8, 9, 10 vậy em đó, mệt. Trời Phật ơi, bà này bà làm gì, bà qua đây bà làm một hơi bà không cho mình nói được một câu nào hết vậy trời. Ngộ thiệt chứ. Đừng. Em ba. Gì á? Bình tĩnh nghe nè con. Cái gì? Hết thở sâu. Thở ra. Bỏ xuống. Bác Ba đừng có làm cái chuyện đó mà bác Ba. Chuyện gì nó cũng có cách giải quyết của nó mà bác Ba. Ủa tao làm cái gì đâu? Thì đó. Bác Ba vừa mới đưa cái lưỡi liềm lên. Bác Ba tính tự giận đúng không? Đừng. Ủa đừng không, tao tự giận chứ tao đâu có khùng. Ủa mày với má mày giống hệt nhau à? Tự nhiên má mày qua đây mắng tao xấu xả một hơi tao nhút mặt không kịp. Rồi mày đâu sáng sả cho nên mày làm một hơi tao không kịp trả lời vậy? Con đâu biết đâu. Thì con thấy má con mới vừa la bác Ba thì con tưởng là bác Ba buồn quá, bác Ba đưa cái đó lên làm con hết hồn luôn á. Mà cái vụ gì mà nói tao nghe coi. Thôi bác Ba đừng có trách con với má con. Con với má con á, người ta kêu là khẩu xà mà tâm Phật á. Nè, con nói cho bác Ba biết, sở dĩ mà má con qua đây la bác Ba vậy á là có lý do chứ bộ. Lý do gì? Là bởi vì má con á. Làm gì? Thiệt ra má của con khùng á, làm gì trời. Không phải khùng mà là má của con á, má con mê bác Ba đó. Ủa tao làm gì đâu má mày mê? Trời ơi, má mày mê tao sao má mày mắng tao xấu xả hả? Đây nè, má con nói á là má con á rất là mê bác Ba luôn. Má con nói hả, trời ơi, ngày nào cũng muốn gặp bác Ba để nghe bác Ba nói dốc. Không phải nói dốc mà là ý là nói chuyện vui vẻ á. Với lại má con nói hả, mỗi lần mà má con đi bán á, chỉ cần gánh cái hàng bánh ra mà gặp bác Ba mua một cái thôi là thế nào ngày hôm đó má con cũng bán đắt.
Thì bữa gặp bữa không chứ bữa tao đi làm ăn làm sao gặp được. Dạ. Tự nhiên qua mắng tao một hơi vậy. Đây nè, con chưa có nói xong. Sở dĩ mà má con qua đây mắng bác ba là tại vì có người nói xấu bác ba đó. Nói xấu? Dạ đúng rồi. Ai nói xấu tao vậy? Còn ai trong phái đất này nữa? Ai? Bác hai. Bác hai qua gặp má con. Xong rồi bác hai nói. Nói gì? Nói vậy đó bác ba. Cũng thằng cha già hai nè. Tào lao gì đâu không? Thiệt tình. Cười cười cười. Là bác biết rồi đúng không? Mày thổi không mà đâu nói, tao đâu nghe gì đâu. Bác lớn rồi lãng tai mày nói, mày đừng có thổi. Là nãy giờ không nghe hả? Ờ. Trời ơi, nó nhỏ cũng chết rồi. Đây nè. Đó. Trời ơi. Má con mê văn nghệ cỡ đó đó hả? Chứ làm sao. Trời đất ơi, má con á là vừa thích hát hò nè, vừa thích làm thơ nè. Bởi vậy bác hai á, bác hai bây giờ là phải làm thơ tặng cho má con đi. Hèn chi má con á khoái nghe bà Phi nói dốc, khoái nghe nó hát hò. Dạ. Nói về hai khoản đó bác hai xin thiệp, nhưng nói về thơ đó là bác hai một bụng luôn nè. Nếu vậy á là bác hai phải làm thơ đó, mà phải thơ do tự bác hai nghĩ ra nha, chứ không có được mà nghe người ta sao bác hai và bác hai ghi lại đâu. Thơ lòng quá hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, lòng bác bao la bác ngát như là cánh đồng mình năng mình chứ đó. Tao quên cái lòng bài thơ à. Có không đó. Mà má con thích thơ thiệt phải không? Dạ thích. Bởi vậy á, má con á hay đi qua nhà bác ba. Xong mà nghe bác ba hát, rồi nghe bác ba làm thơ, rồi nghe bác ba nói dốc. Nhưng mà con là bây giờ là con nghỉ với bác ba rồi. Ủa sao? Con không thích chơi với bác ba nữa. Trời, con nghỉ chơi bác ba Phi về ra hả? Dạ. Vậy là tốt cho bác hai quá rồi. Đó, cho nên bây giờ bác hai tranh thủ làm thơ đi. Rồi. Bác hai có suy nghĩ ra được cái bài thơ nào hay hay chưa? Bác hai suy nghĩ, xong con chạy thơ cho bác hai ha. À đúng rồi. Đây. Con có chuẩn bị sẵn giấy cho bác hai luôn. Trời ơi vậy hả? Dạ. Có giấy rồi, để bác hai nghỉ nha. Dạ. Thơ nào hay hay á nha. Rồi, bác hai có rồi. Nhanh vậy? Có, bắt hai vô lọ, lấy lọ viết, con chạy thơ bắt hai hen. Dạ. Hồi uống trà có thơ rồi. Dạ. Trời đất ơi, để mình coi thử coi bác hai làm thơ hay cỡ nào, làm sao mà qua bác ba được. Nè, con gói cẩn thận, đừng cho ai hay hết. Về bển, trao thơ cho má con, nói là lòng của bác hai hen. Dạ. Đừng cho ai coi hen. Con coi được không? Con coi được không? Ủa, mắc cỡ, coi hả? Con phải coi, xong rồi con mới đánh giá được là hay hay dở. Xong con về con nói lại với má con. À, con là con của Sáu phải không? Dạ. Thôi, mời ơn con coi thôi nghe. Dạ. Ừ, coi đi. Mắc cỡ quá ta. Chữ bác hai xấu quá nha. Viết bằng lọ mà. Để con đọc thử rồi, nha. Rồi. Bánh. Bánh? Bánh, bánh, bánh. Bánh Sáu làm vừa ngon vừa ngọt. Lời Sáu nói nó lọt tận xương. Đúng rồi, hay không? Trời ơi. Trời ơi. Cái bài thơ này là bác hai vừa mới suy nghĩ ra luôn hả? Hay quá. Trời ơi, từ hồi đó tới giờ con chưa bao giờ mà thấy một cái bài thơ nào mà nó hay như vậy luôn. Vậy hả? Đọc vô một cái là mùi mẫn, mê liền. Vậy con chạy vô ảnh cho má con liền. Trời ơi, con nói thiệt, nói không phải khen với bác hai chứ. Bây giờ con về mà con đưa lá thơ này cho má con một cái thôi là má con là siêu lòng với bác hai liền. Bác hai cũng cầu mong được liền đó. Dạ vậy thôi. Từ nếu mà được y vậy á, nói với má con là cho bác hai chuyển lời là bác hai từ đây sắp tới không ăn trực tầm bậy bạ nữa đâu. Đúng. Con cũng tính dặn cái vụ đó luôn á. Vậy thôi bây giờ con chạy về con đưa cho má con liền nha. Chạy u giùm ảnh đi con. Dạ. Hay quá. Nhớ nghe chạy u giùm ảnh cho má con liền nha. Dạ. Ý, mình không có hay là Sáu nở nghỉ chơi với ba Phi rồi. Không lẽ duyên già mình chỗ muộn ta. Nhà mình là cái nhà ba đời bán bánh, làm bánh nổi tiếng hết cái vùng này. Tao nói vậy mà nó lòng nào mà nói tôi như vậy. Trời ơi, làm sao mà nuốt cho trôi cái cục tức này không biết nữa. Trà hai mớm ngon mà xuất hiện ra đây cho tôi. Anh hai nè. Sao biết na núp trong đống gom mà kêu hay quá vậy? Ủa chú ba không có mặt ở đây nữa hen. Anh hai nè. Anh chết linh lắm. Nha.
anh già rồi, chúng tôi tư tưởng anh cu hồn cắt đảng á. Anh hiểu không? Không, bằng xương bằng thịt, bằng xương bằng thịt. Làm gì mà lấp ló nhà tôi vậy hả? Chờ hồi âm. À, hồi âm cái lá thơ anh gửi cho tôi ha. Ừ. Hay quá. Nè, chế dầu vô uống đi. Gì? Cho nó phực lửa lên cái mỏ anh. Sao hả? Dừa. À, nóng quá. Anh thích trà nóng rồi anh làm miếng đi. Không. Anh hai à. Để đáp lại cái tấm chân tình của anh dành cho tôi. Ừ. Tôi sẽ trả lại cho anh một bài thơ coi như là hồi âm phúc đáp. Ừ, bà trả bằng miệng hen. Nói nào ngay, phụ nữ như tôi á, chữ nghĩa nó ít lắm. Tự quanh năm suốt tháng tôi biết mừng bánh tôi bán không à. Chứ được nhiêu chữ ở đâu. Nhưng mà cũng ráng rặn ra vài chữ để trả lời với anh. Ừ. Sau khi anh gửi cho tôi cái bài thơ á. À. Được rồi. Trước khi mà tôi đáp lại anh thì tôi cũng đọc cho anh cái bài thơ của anh trước hen. Đặng anh coi coi thơ của anh hay quá chừng. Mình lấy cái trớ mình phúc đáp lại mà. Bánh gì mày? Bánh sáo. Bánh sáo. Bánh sáo. Làm. Thôi mày đọc luôn đi, mệt quá tao không có thấy đường rồi. Đây nè. Bánh sáo làm hổng ngon hổng ngọt. Lời sáo nói muốn lọt xuống mương. Đó. Hả? Thấy chưa? Cái tẩm mà. Thơ đỏ hậu gì mà anh làm được hả? Rớt xuống cái tẩm là cái thiếu điều mà cho cá ăn á hả? Hả? Không phải tôi. Không anh còn ai nữa. Ở nguyên một cái chỗ này á, chỉ có một mình anh là hay văn giỏi chữ nhất thôi. Được cái chữ xấu quắc à, đọc được luôn. Chú ba, lý giải giùm anh ơi. Bên anh. Ừ, bên, anh hai. Bên. Anh lớn rồi, anh hiểu rồi đó. À. Anh hiểu được cái cảm giác mà tôi bị sáo chửi vì cái bánh ú không? Là sao anh chưa hiểu? Nhưng không phải. Nè, tôi mới cháo cái bài thơ đó, cái văn chương vàng ngọc của anh á, tôi gửi cho sao rồi. Ủa, em mừng ăn gì kỳ vậy bác Phi? Dạ đúng rồi. Dạ. Thưa bác ba, thưa má, thưa bác hai luôn. Má biết không? Thiệt ra là cái bánh mà hôm bữa ở dưới sình của bác ba làm rớt á là do bác hai á. Tự nhiên bác ba đang đi, xong bác hai gạt chân của bác ba. Trời bác ơi. Ba thấy vậy, xém té rồi mới rớt cái bánh xuống sình, rồi mới bỏ. Chứ đâu phải là bác ba chê bánh của má, rồi bác ba không ăn đâu. Tất cả là tại bác hai á. Trời đất ơi, hai mớm. Ông mớm mà ông còn đê tiện nữa vậy hả? Người ta mớm duyên, mớm dáng, mớm đáng đồng tiền. Còn ông làm sao? Già đầu rồi. Còn chơi cái trò như con nít gạt giò của người ta làm sao? Ai biết em ủ ấy chú anh hả chị? Thôi anh biết xí nào. Tôi cho mu đầu luôn bây giờ á. Thôi anh xin lỗi em. Anh cái này không phải của anh, không có ý. Sao hiểu hết đầu đuôi gút ngọn rồi? Sao bỏ qua cho anh đi ha? Anh đính đi. Cái lỗi của anh từ từ tôi tính nha. Không bỏ qua được đâu. Cảm ơn cô. Anh ba, tôi rót miếng trà nó đặng mà tôi xin lỗi anh. Cái ngày hôm bữa thiệt á, tôi hồ đồ hỗn độn quá chừng. Nó nói chưa biết đầu đuôi tai nheo gì hết, nhảy vô cái tôi mắng nhiếc anh liền à. Bỏ qua cho tôi nha anh ba. Có gì đâu cô ơi. Tôi nói đây đó là tôi nói để cho anh hai tôi hiểu. À không, mình lớn rồi, phải chững chạc lại chút. Đừng có lóc chóc lan can nữa. Đừng đi ăn chợt nữa. Chú ba, tôi ông, đừng có nhà sạch bìm bìm ra tôi nghiệp tôi chú. Ông bà mình nói á, hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Anh coi chừng anh chết rồi, tiếng vẫn ăn chực vẫn còn hoài. Giận chú luôn rồi giờ. Ba, ngày mai rảnh á, kêu qua đây em đổ bánh xèo cho anh ba ăn nha. À, với sẵn hai anh em mình tán dóc luôn. Anh ba thích ăn bánh xèo thịt vịt hay là bánh xèo tôm thịt? Cứ sao bỏ giận cho tôi nha. Ngày mai tôi cũng bận gì hết á. Mà bánh xèo, nhưng thịt vịt đây, nhưng tôm thịt tôi ăn được hết trơn hết trọi nha. Tại anh chứ. Tôi nói cho anh biết nha, kể từ bây giờ tôi cấm cửa anh không có qua bên nhà tôi nha. Anh mà qua đây á, tôi sực chó cắn anh bây giờ á. Tôi hảo bánh xèo lắm. Ủa má. Gì? Nhà mình đâu nuôi chó đâu. Thì mày sủa cho má. Cái gì? Ê, gì vậy? Xin lỗi cô nha. Bánh xèo nhưng thịt cọp tôi không thèm ăn, đừng đuổi khách vô đó. Trời ơi, cái mặt của bác hai quê, bác hai bỏ đi kìa. Thank you.
con quay quần luồng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặn lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi điều em xui ro ro. Dũng cảm phi thường chịu thương chịu khó, chỉ nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đừng chuyện gì khó đã có bác bà lo.